Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh đăng tải ý kiến của một phụ huynh học sinh tại Hà Nội khi nhận được thông báo thu bảo hiểm y tế từ nhà trường với nội dung rằng nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải là công ty kinh doanh bảo hiểm và nhất định không mua bảo hiểm y tế qua khâu trung gian môi giới. Đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi về vai trò của nhà trường trong việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Vậy nhà trường thu bảo hiểm y tế là đúng hay sai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trường Tiểu học Hà Nội, nơi phát ra thông báo thu tiền bảo hiểm gây tranh cãi. Đến thời điểm này, công tác thu bảo hiểm y tế cho năm học mới đã sắp hoàn tất. Kể từ khi thành lập đến nay, trường thực hiện thu phí bảo hiểm theo nhiệm vụ được phân công và đúng quy định của luật bảo hiểm y tế. Sự việc phụ huynh phản ứng vừa rồi là trường hợp hy hữu. Bây giờ mà để cha mẹ học sinh tự đi mua thì các vị mất thời gian lắm. Nào đi tìm điểm mua rồi nhỡ lãng quên đi một chút. Mà lại chưa kịp mua, mà nhỡ xảy ra một cái sự cố gì thì cái người thiệt thòi chính là học sinh. Còn chủ yếu là nhà trường thu hộ cho cha mẹ học sinh. Giải đáp băn khoăn của nhiều phụ huynh về việc nhà trường được gì khi thu bảo hiểm y tế thay cơ quan bảo hiểm, Bảo Anh cho biết theo quy định, nhà trường sẽ nhận được khoản tiền trích chuyển từ 5 đến 7% trên tổng số tiền thu. Số tiền này chỉ tạm đủ chi phí cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu như xây dựng tủ thuốc, mua sắm dụng cụ y tế. Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sở dĩ việc nhà trường thu bảo hiểm y tế sẽ tạo ra ý kiến tranh luận trái chiều là do phụ huynh đang hiểu sai về bản chất của bảo hiểm y tế so với các loại hình bảo hiểm khác. Tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam được chính phủ giao tổ chức thực hiện, đó là bảo hiểm y tế bắt buộc. Còn lại những cái hình thức bảo hiểm khác và cái này nó hoàn toàn khác nhau về tôn chỉ, về mục đích. Đó là bảo hiểm y tế mang tính xã hội và có cái sự chia sẻ rủi ro rất cao. Trên thực tế, bảo hiểm y tế đang là giải pháp cơ bản nhất để chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Cũng tại trường Tiểu học Hà Nội, năm học vừa qua đã có nhiều trường hợp các em không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Vì con chỉ là chấn thương sọ não là một cái bệnh là rất là nặng. Đấy, phải nằm trong cái phòng cấp cứu là phải 8 ngày liên tục, máy thở liên tục mà rất là nặng. Nhưng mà nếu như không có bảo hiểm chi trả thì gia đình chị thật sự là gặp một cái điều là khó khăn rất là lớn. Ngoài việc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đến 80% chi phí khám chữa bệnh, nhóm học sinh sinh viên đang thụ hưởng nhiều lợi ích hơn hẳn các nhóm khác như nhà nước hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ. Số tiền này cũng sẽ được thu một cách linh hoạt, có thể chia thành nhiều đợt trong năm với các mức đóng góp khác nhau để giảm áp lực cho các phụ huynh.